Từ từ. Đi em. Đấy, xuống. Ừ. Xuống chợ cho chị em mua sắm đồ đi biển. Ở nhà vội không mua. Đó, gần đến quán xả đá rồi. Chợ này là chợ gì chị nhỉ? Chợ 3 móng cái ạ. À, chợ 3 móng cái ạ. Vâng. Vâng, chợ 2 dưới kia. Vâng. Rất dày. Chợ 3 móng cái. Đấy, có cái dây này đâm ra không bị đi đâu xa được. Ừ, trong đây cái mùi. Bây giờ đến năm 2025 thì chỉ được kỷ niệm 35 ngày cưới. Bây giờ chị quên cái gì mà đắp hai cái váy bán cho anh, hai cái váy lúc đấy chị đưa em mà đi đá đen. Quay đi, quay đi. Trời đông nha, chừng đi mùi mẫn lắm nhỉ. Đấy, mặc cái bộ vào, tắm nào cho nó sexy một chút. Mua cho thằng này cái ba lô nó đeo, chốc nó cho đủ các thứ à. Cháu có thích mua gì không? Có thích mua không? Chợ rất là sầm uất. Anh Nguyễn có mua đồ tắm không? Có, anh mua đồ tắm. Ừ. Mua quần tắm không? Mua bao nhiêu? Đấy, có lắm. Còn bơi đấy. Ông này ông ngoại cỡ. Có số. Tây Âu thì được à? Niên mua cho chồng hả? Cứ mua cho anh mặc vừa thì chồng sẽ mặc vừa. À, mua cho thằng lớn này. Bằng cân em. Chợ này chủ yếu cùng quần áo nhỉ? Chỗ mua là quần áo, tầm mốt. Chỉ 50.000 nhé. Nhá, em mở hàng luôn đấy. Không,
đấy mở hàng cho em mua dép. Đây thêm chị em 50.000 em ạ. Em mua dép. Em thêm 50.000 em mở. Không. Bao tiền bộ đấy? 250. Em sẽ là xem mấy màu đấy này, màu này là màu xanh, màu xanh. Mua cái áo hồng đi ông Hạnh. Quần hồng rồi. Mua cái áo hồng ấy cho nó đồng bộ. Em mua chân gì? Đây. Đây. Có cái mặt đấy. Mua cho con trai cái gì? Bộ tắm đi. Còn bơi đi. Tao đỏ hai miếng này dược liệu lợn tổng giá 39 đấy ấy các đồ này. Qua cũng đi lên chúng ta cũng nghi có đồng giá 39.000. Đồ gốm này chắc ở Hạ Long. Hạ Long. À, Bát Tràng anh ạ. Bảo mình đi chiều nó ngại đâu do đây đề xuất một giờ qua hội con gái đề xuất nè vào để mua đồ tắm hơi vội không mang được đồ tắm. Nói chung ở đây cái gì cũng có nhỉ, chợ rộng nhỉ, đủ các thứ, có cái một không có hai có ba. Đồ mỹ kỹ đây. Bấm lỗ tai không đau. Kính mắt.
15 phút thôi đúng không? 15 phút để ra đúng không? 10 phút rồi. Đi mình đã tiến ra dần đi là 15 phút đến nơi đấy. Cho chị em ra là vừa. Đây là chợ Ba Móng Cái. Chợ Ba Móng Cái. Nắng thế nhỉ, trời ơi, chói chang. Vâng, một số người đã cho vào em nhảy căn cước thôi. À ok, để anh vào anh ngồi anh ấy. Đây là tí về phòng cũng được. Ok. Để lỏng đi lòng. Tí nữa về giao căn cước để làm thủ tục xuất nhập cảnh ngày mai đúng không?